Cái gì vậy, tự nhiên nghe đang cười tôi Mẹ đưa tiền cho con nhỏ. nãy đưa rồi mà giờ đưa nữa. Đưa Trời trời sao vậy trời, buôn bán cực khổ lắm nha nha. Đây nãy đưa rồi giờ cho thêm nè, bỏ đi để dành dụm đồ, cái mốt mẹ có kẹt tiền lấy cho mẹ mượn không. tiền này là con giữ cho mẹ. Trời ơi thấy chưa, đứt ruột thiệt luôn á. Bởi vậy thương muốn chết. Giỏi quá, vừa ống heo giờ nhiều tiền chưa? Nhiều hả? Chỗ Lúc Nguyễn giỏi lắm á nha. Lúc Nguyễn ngoan nha. Lúc Nguyễn là phụ mẹ buôn bán luôn á, giỏi lắm, dán tem này nè. Chút nói cho mọi người nghe, bây giờ hôm nay á, thì Lê Giang muốn hát cho mọi người nghe một bài giọng cổ được mang tên Con Gái Của Mẹ. Rồi bây giờ hát nha. Mẹ à, quên nữa, hồi nãy Lúc Nguyễn nói trời ơi mẹ hát bài Con Gái Của Mẹ, sao mẹ không nói hát bài gì, bài con gì? À, con trai. Mẹ không có thuộc bài con trai mà mẹ chỉ thuộc con gái thôi. Không Nhưng nha. à, thôi, 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 ngồi đây không nghe mẹ hát mà. Hát Con Gái Của Mẹ nha mọi người. Mẹ thường bảo con thân gái đủ trong, mai kia mốt nó con đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều cưng, chẳng thèm liều lo lấy thân. Lỡ mai về bên khó lòng, nhà người ta xem chẳng dễ gì đâu. Ba bên bốn họ nhìn ra ngó vào, họ hàng cô bác thì đông. Mẹ chồng em dâu biết không, đứng ngồi nói năng lựa lời. Mẹ ơi phận gái 12 sông nào đột biết rủi, hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Mẹ đã nuôi con nên dóc nên hình, mười mấy năm qua mẹ cứ mang quạng dưỡng, chưa một ngày con đền tá nghĩa ân. Mai mốt đây về làm dâu thiên hạ, là cả một đời con trao trọn cho người ta. Để mẹ cô đơn khi bâng xê tuổi già, ai hầu hạ chăm lo từng bát cơm chén nước. Tới mẹ ca là phải đeo mắt kiến vô. Nuôi con cũng lớn mẹ đâu mong gì, con nuôi lại mẹ chỉ mong sao chuyện nợ duyên của con suôn sẻ, tròn đạo dâu con vẹn phận vợ hiền. Bấy nhiêu thôi là mẹ đủ vui rồi. Từ trước tới nay người ta thường nói giết nam giết hữu, còn thập nữ giết vô. Con nào mà chẳng là con mang trong dạ ẵm trên tay, làm sao không thương cho được. Con của mẹ nay là con của người khác, biết có được cưng chiều hay cực khổ lòng đông. Dù người ta yêu thương, con vẫn thường xem là thường. Xuất giá rồi tòng phu con nha, công ngôn dung đức hạnh, tròn đạo con thợ chồng, gìn giữ tiếng thủy chung, danh gia ta sạch trong. Học hành đi nghe con gái mẹ ngoan, mai kia mốt nó con đi lấy chồng. Dặm ngàn thân gái đục trong, một lần sẽ qua phá hồng, suốt đời khắc ghi trong lòng. Thế con nên việc thất gia mà lòng già cũng mừng vui đôi chút. Nhưng nghĩ tới chuyện làm con khó nhọc, mẹ vừa thương vừa sợ trong lòng.
có làm đẹp giá bên trong. Mẹ đã từng làm dâu nên mẹ hiểu cay đắng trăm bề, nước mắt chan cơm. Nếu mẹ chồng con có quá khắt khe, con hãy vì thương chồng mà hết lòng chiều chuông. Đi đứng quăng thai nỗi nắng cho nhỏ nhẹ, kéo đám em chồng con nó mãi mía nặng lời. Mẹ ơi, gái lớn lên là phải theo chồng, con cũng biết vậy nhưng sao trong lòng còn nhiều lo sợ. Mười mấy năm sống em đềm bên mẹ, nay một phút xa rời bao hình ảnh thân yêu. Về sống bên những kẻ lạ người xa, phần lo sợ phần thương nhớ mẹ. Cực khổ gian lao đến đâu con cũng gắng chịu, nhưng biết làm sao những mai rủi trong đời. Tiếng ai hát giữa đêm thanh vắng, âm thanh buồn nghe cay đắng làm sao. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu dựng hú biết nhà má đâu. Hay không Lúc? Trời ơi, có nghe gì đâu mà hay. Mọi người ơi, lâu quá không hát, hát lại nó hơi đuối đuối chút xíu, nhưng mà không có sao, vẫn hay phải không mọi người? Chắc là mọi người cũng thấy sau lưng của Lê Giang có cô cánh đuối nè. Cô cánh đuối ở trong đây có mắm me luôn. Rồi ở đây là xương sáo hoặc é đường phèn. Rồi ở đây là cam mật ong. Cam mật ong. Còn ở đây là chanh dây, chanh dây đường phèn. Còn ở đây là rong biển chân vịt thiên nhiên luôn, cũng đường phèn. Rau câu chân vịt, rau câu chân vịt đường phèn, rong biển thiên nhiên. Ở tất cả những cái món mà Lê Giang bán hôm nay là rất là ngon nè, rồi rất là mát, rồi rất là vitamin nè, và nói chung là sức khỏe cho mọi người. Rồi đặc biệt nữa thì Lê Giang cũng làm tại nhà và có thêm món cơm cháy cá dứa, Lê Giang cũng tự làm luôn. Rồi có thêm gỏi khô bò nữa. Hiện giờ thì Lê Giang đang bán những sản phẩm này của ở nhà Lê Giang tự làm, cho nên là mọi người ở sau khi mà xem cái clip này thì nhớ share cho Lê Giang nhiều nhiều nha, và nhớ mua ủng hộ cho Lê Giang nữa. Số điện thoại có để trên Facebook, mọi người ơi nhớ nha, mọi người nhớ nha, mọi người lúc Nguyễn nói đi, ủng hộ cho, nhớ ủng hộ cho mẹ con nha, bye bye. Ủa like nữa mẹ hả? Like nữa hả? Thôi hết rồi, like gì.